Chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay, mình chia sẻ với các bạn cách trồng dưa gang ngay tại nhà. Đây là trái dưa gang mình mua về để giải khát. Và mình sẽ lấy hạt để mình trồng dưa gang ngay tại vườn nhà. Dưa gang là một loại trái cây được nhiều người biết đến, dùng để giải nhiệt vào mùa nắng nóng. Dưa gang có rất nhiều loại, hình dạng tròn hay dài, thân cây mọc bò trên mặt đất, quả khi chín có mùi thơm và mọng nước. Dưa gang không chỉ dùng để giải nhiệt, nhưng còn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, như lợi tiểu, an thai, giảm cân, giải độc rượu và giúp dưỡng da, giúp cho các bạn có một làn da đẹp mịn màng. Các bạn muốn lấy hạt dưa gang, các bạn cho qua một cái rây, các bạn sẽ lấy được hạt dưa gang thật dễ dàng. Phần nước các bạn có thể bỏ đi, hoặc nếu các bạn thích, các bạn có thể cho phần nước trộn chung với dưa gang, với đường, với đá, trộn đều, ăn rất thơm ngon. Các bạn rửa sạch hạt dưa gang dưới vòi nước, để hạt dưa hết chất dính. Và các bạn bỏ những ruột dưa gang đi. Các bạn rửa hạt dưa cho thật sạch để ráo, rồi đem hạt ra phơi nắng. Các bạn phơi 2-3 nắng to là các bạn có thể để dần hạt dưa gang. Khi nào các bạn cần trồng là các bạn có thể đem hạt dưa gang ra ươm trồng được rồi. Hạt dưa gang sau khi phơi ra ngoài nắng đã khô, các bạn có thể bảo quản bằng cách cho vào hộp và các bạn có thể lấy để trồng trực tiếp. Các bạn có thể trồng trực tiếp như mình ngâm hạt dưa gang trong nước, giúp cho dưa gang dễ nảy mầm hơn. Các bạn ngâm hạt dưa gang vào trong chén nước bình thường, không nóng không lạnh và dùng màng thực phẩm che lại. Các bạn ngâm hạt khoảng 5 đến 6 tiếng. Hay các bạn ngâm vào buổi chiều, các bạn có thể để qua đêm. Hạt sau khi ngâm nước, các bạn vớt ra, cho vào khăn ướt hoặc giấy đã thấm nước và các bạn gói lại. Các bạn cho gói hạt dưa gang vào trong bọc ni lông hay zip lock và để bên khung cửa sổ có ánh nắng nhẹ chiếu vào, giúp cho hạt dưa gang mau nảy mầm. Chỉ sau một ngày, các bạn thấy hạt dưa gang đã nảy mầm. Các bạn sẽ làm đất để mình trồng dưa gang. Đất các bạn sởi lên để cho tơi xốp. Và các bạn có thể cho một ít phân hữu cơ đã hoai mục. Đất này mình đã bón phân hữu cơ. Giờ mình sởi lên để mình trồng dưa gang. Các bạn tạo một cái lỗ sâu khoảng 6-7 phân. Mỗi lỗ các bạn cho từ 3 đến 4 hột. Để cho nhiều khi những cái cây dưa gang sau này nó mọc lên, mình sẽ lựa những cây tốt, còn những cây xấu thì mình sẽ bỏ đi. Các bạn cho từ 3 đến 4 hột và mình lấp đất. Và các bạn dùng cây để mình cắm. Mình cắm như vậy để mình tiện theo dõi khi dưa gang nảy mầm. Gốc nọ cắt gốc kia khoảng 50 phân. Các bạn lấp một lớp đất mỏng. Các bạn nhớ tưới cho dưa gang sáng chiều để cho dưa gang mau nảy mầm, nên cây con. Giờ mình sẽ tỉa dưa gang. Mình chỉ để lại một gốc. Mình sẽ chọn gốc tốt nhất để mình để lại. Các bạn dùng tay nhổ nhẹ nhàng để khỏi ảnh hưởng tới gốc cây khác.
mình sẽ để cây lớn nhất các bạn. Cây nào tốt nhất mình sẽ để. Giờ mình sẽ dùng cây bay để mình vun gốc cho gốc dưa gang được chắc. Dưa gang sẽ phát triển tốt hơn. Các bạn sới đất xung quanh làm một cái bồn nhỏ để khi mình tưới nước, nước sẽ thấm vào gốc dưa gang giúp cho dưa gang phát triển tốt hơn. Sau 3 tuần, các bạn thấy dưa gang đã phát triển ra ngọn non. Bạn cứ tiếp tục tưới cho dưa gang mỗi ngày để ngọn dưa gang phát triển tốt, bò ra mặt đất và sẽ ra hoa kết trái. Dưa gang sau 7 tuần, các bạn thấy phát triển rất tốt và đã ra bông. Các bạn nhớ tiếp tục tưới cho dưa gang sáng chiều. Dưa gang đang giai đoạn ra bông kết trái, rất cần nước. Và các bạn cũng có thể bón thêm phân cho dưa gang. Các bạn xới chung quanh gốc và bỏ thêm phân hữu cơ đã hoai mục, hoặc các bạn dùng phân NPK. Sau 2 tháng, dưa đã ra nhiều trái. Các bạn nhớ tỉa bớt. Mỗi gốc dưa chỉ nên để 3 đến 5 trái. Như vậy, cây sẽ đủ dinh dưỡng để giúp trái phát triển tốt, mau to. Dưa đã ngả sang màu vàng,
sắc cho mình thu hoạch rồi các bạn. Các bạn chờ cho dưa chín vàng đều, lúc đó các bạn mới thu hoạch. Dưa đã chín vàng đều, giờ thu hoạch thôi các bạn. Wow, trái dưa to và nhìn ngon quá. Khi các bạn trồng dưa gang, các bạn nhớ chọn giống dưa bở dẻo thơm thì ăn rất ngon các bạn. Dưa gang thích hợp thời tiết nắng ấm. Ở những nơi có khí hậu nhiệt đới, có thể trồng dưa gang quanh năm. Nếu các bạn ở nước ngoài, các bạn có thể trồng dưa gang vào mùa xuân khoảng tháng 3, dưa gang phát triển rất tốt. Đây là những trái dưa gang non. Các bạn có thể làm món dưa gang muối. Dưa gang muối các bạn ngâm trong nước muối mặn. Khi ăn các bạn rửa sạch, nắm cho thật ráo nước, rồi thái mỏng, trộn dưa với tôm khô và một ít gia vị. Ăn kèm với cơm nóng, rất ngon đó các bạn. Dưa gang thật dễ trồng và cũng dễ chăm sóc. Dưa gang có tác dụng tuyệt vời, giúp thanh nhiệt cơ thể. Vào mùa hè, tiết trời oi bức, hay bị nhức đầu, say nắng, các bạn ăn đĩa dưa gang ướp lặn hay ly dưa gang dằm đường đá, sẽ thấy trong người nhẹ nhàng, khoan khoái. Mình chúc các bạn thành công khi trồng dưa gang ngay tại vườn nhà. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp các bạn vào những video sau. Thân ái, chào tạm biệt.